Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình chuyên mua bán tài cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đi mẫu sản phẩm tài cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn từ sản phẩm 1. Thì các bạn chưa nào sản phẩm mình, các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Thì là cho mình là quảng cáo đôi chút thì là đây. Thì hôm nay nhà mình là nhân dịp mình là khai trương cửa hàng là Shopee, cửa hàng bán lẻ Shopee các bạn nhé, bán phụ kiện Shopee. Đây, đây là cái cửa hàng coi như là bán phụ kiện Shopee của mình. Thì là các bạn có nhu cầu coi như là các bạn nào có nhu cầu là mua củ sạc nhanh này, đấy, mua củ sạc nhanh chính hãng của LG này, thì là nhân dịp thì là mình khai trương cửa hàng coi như là Shopee thì mình sẽ chi ân cho các bạn với giá là 50.000 đồng nhé. Đấy, củ sạc nhanh chính hãng này, củ sạc nhanh, đây là mình cũng giới thiệu các bạn, đây là củ sạc nhanh chính hãng 18W đấy, của LG. Sạc này thì mình đã test với lô máy nhà mình rồi, sạc rất là nhanh, rất là sướng. Mình đã sạc dòng, nói chung là các bạn có thể là sạc dòng iPhone này, Samsung này, LG này, nói chung là tất cả các dòng các bạn nhé, tất cả các dòng đấy. Chỉ với giá coi như là mình sẽ vừa bán vừa chi ân cho bạn là mỗi người chỉ được đặt một củ cho bạn nhá. Mỗi người chỉ được đặt một củ với giá coi như là gì nhỉ, với giá coi như là 50.000 đồng nhá. Nhân dịp khai trương cửa hàng Shopee thì mình sẽ xả củ sạc nhanh chính hãng của LG này 18W, chỉ với giá coi như là xả lỗ nhá. Mình cũng thông báo với các bạn luôn là củ sạc này thì mình sẽ xả lỗ cho bạn với giá coi như là 50k đấy. Tại vì cái củ sạc này các bạn có thể lên Shopee của mình nhá. Tí nữa mình sẽ coi như là tí nữa mình sẽ để cái link coi như là link Shopee của mình ở dưới phần mô tả của video, các bạn click xuống đấy để xem cái link Shopee của mình có đặt hàng nhá. Đấy. Đây, cục sạc 50.000, cục sạc chính hãng của LG 18W. Sạc này sạc cực kỳ là nhanh, mình đã test rồi, cực kỳ là ok các bạn nhé. Cục sạc thì mình rất là nhiều nhá, nên là các bạn tha hồ đặt các bạn nhé. Đấy, cục sạc nhanh, sạc nhanh là sẽ có cái phần flash sinh sạc nhanh để các bạn nhé. Đấy, đây là cái Shopee mình đặt nhanh, đây là củ nhá. Còn các bạn nào củ này thì mình sẽ bán xa cho bạn với giá 50.000 đồng đấy, nhân dịp khai trương cửa hàng Shopee. Và đây thì là đây là bộ sạc nhanh đấy, đây là cả bộ các bạn nhé. Còn phần bên trên này, đây còn phần mới, đây là chọn bộ sạc nhanh này. Đấy, phần bên trên là chọn bộ sạc nhanh 18W của LG, mình sẽ bán cho bạn với giá là 99.900 các bạn nhé. Đấy, nhân dịp coi như là cửa hàng mình khai trương cửa hàng Shopee thì mình sẽ xa cho bạn với đang thanh lý cho bạn với giá là cả bộ nhá. Bình thường mình bán củ này, đấy, phần ở dưới này thì mình bán củ, mình sẽ bán coi như là bạn nào mà có dây rồi ấy. Bạn nào mà có cái dây này rồi thì các bạn có thể là chọn mua mình củ này sẽ là 50.000 đồng các bạn nhé. Đấy, 50.000 đồng. Còn các bạn nào mà chưa muốn mua cả bộ ấy, các bạn muốn nào muốn mua cả bộ sạc nhanh 18W LG này thì các bạn phải mất là 99.900 đồng các bạn nhé. Đấy, mua cả bộ là 99.000 đồng. Nói chung là gọi là 100.000 đồng đi, mua một bộ thì là mất 100.000 đồng. Còn các bạn nào mua mỗi củ không thì là hết có coi như là 50.000 đồng các bạn nhé. Và ở đây thì mình có bán cường lực này. Đấy. Và ở đây thì mình có bán ốp dẻo silicone này, ốp dẻo silicone. Đấy, nếu mà bạn nào mà mua sản phẩm là Samsung S10 5G và bên mình và bên cửa hàng khác mà chưa có được cái ốp sản phẩm là Samsung S10 5G này, các bạn có thể lên Shopee của mình. Đấy, mình có bán coi như là ốp silicone dẻo loại xịn S10 5G các bạn nhé. Đấy, bạn nào mua ốp S10 5G thì các bạn có thể là mua S10 5G. Đây là ốp này là ốp dẻo đấy, ốp dẻo trong suốt loại đẹp này của LG V50. Đấy, mình có đủ các bạn nhé. Đấy, ốp dẻo trong suốt LG của về LG V50 này, bạn nào mua ốp này được này, mua ốp dẻo trong nói chung là chống trơn chống đợt chống va đập của LG này. Và đây là ốp S10 5G và đây là sim vào mạng nhé, đây là sim Vina vào mạng cả năm. Đấy, bình thường mình bán ở trực, các bạn mua trực tiếp ấy thì là sẽ mất coi như là 350k, nhưng mà mình sẽ bán trên Shopee cho bạn. Nếu mà các bạn nào đặt, nếu mà các bạn nào đặt hàng trên Shopee thì sẽ mất, các bạn chỉ mất với giá là 300.000 đồng thôi các bạn nhé. Đấy. Đây, đây và đây là cường lực này. Cường lực dẻo full màn hình 100D, Samsung Note 8 này, Note 9 này, S8, S9, S10 cộng, S8 Plus. Đấy, các bạn nào muốn mua cường lực các bạn có thể là lên trên đây Shopee mua giúp mình các bạn nhé. Ở đây phụ kiện này, mình có sạc đây, dây sạc bọc dù sạc nhanh này. Đây dây sạc ba đầu này, đấy, rất nhiều mẫu sản phẩm nhá. Thì là mai mình sẽ upload lên. Bọn nào các bạn nào cần ốp dẻo này, V50 ốp dẻo V50 S10 5G các bạn có thể lên Shopee mình đặt các bạn nhá. Củ sạc các kiểu nhé. Đấy. Đây, củ sạc nhanh chính hãng này của LG này, nhà mình rất là nhiều nhá. Nên là số lượng các bạn cứ đặt thoải mái các bạn nhé. Đấy. Các bạn mà mua ở shop mình hoặc là shop khác mà chưa có củ sạc nhanh 18W chính hãng của LG này thì là các bạn có thể là qua Shopee của mình để đặt để ủng hộ mình các bạn nhá. Cục này thì mình sẽ xả lỗ cho bạn với giá là 50.000 đồng các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm.
nhân dịp khai trương cửa hàng Shopee thì mình sẽ xả lỗ cho bạn, nên các bạn yên tâm nhá, rất nhiều sản phẩm nhá. Đấy, củ sạc nhanh chính hãng là gì các bạn nhá. Ui, nó kêu quá. Đấy ạ. Và tiếp theo, và đến điện thoại thì là tiếp theo. Tiếp theo thì mình lại về là sản phẩm này là buổi tối ngày hôm nay, nhà mình lại về sản phẩm là Samsung Note 9 các bạn nhé. Kêu quá. Ôi. Cho vào trong, cho vào trong đi. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được lô này, lô sản phẩm là Samsung Note 9 các bạn nhé. Đấy ạ, Samsung Note 9 thì hôm nay nhà mình về được 4 cây các bạn nhé. Đấy, Samsung Note 9 thì nhà mình hôm nay về 4 cây. Đấy, 4 cây. 2 cây là màu này, 2 cây là màu tím. 2 cây màu tím và 2 cây là màu cà phê các bạn nhé. Thì là ngoại hình con Samsung Note 9 này, thì ngoại hình thì là máy còn trên 90%. Máy cũ rồi, lướt rồi thì nó 99 nhưng nó hơi quá các bạn nhé. Đấy, máy Samsung Note 9 nhà mình về được 2 màu. Màu này là màu cà phê các bạn nhá. Đấy. Và đây là màu này là màu gì nhỉ? Màu này là màu gì nhỉ? Tím khói các bạn nhé. Đấy. Nói chung là các bạn mua Note 9 này, mua về tặng các chị em phụ nữ hoặc là người thân thì cực kỳ tuyệt vời. Note 9 nó dùng cực kỳ là bền và cực kỳ là sướng các bạn nhé. Thì là 4 cây này của nhà mình đều là phiên bản Hàn này. Đấy. Phiên bản Hàn thì là 4 cây này thì là vẫn là nguyên một sim một sóng các bạn nhé. Bọn này thì mình chưa lên 2 sim máy úp, ROM 2 sim các bạn nhá. Đấy. Samsung Note 9 này. Tất cả của nhà mình là 4 cây này của nhà mình đều là phiên bản Hàn này. Một sim một sóng bạn nhá. Mặc định máy Hàn về Việt Nam sẽ là một sim một sóng. Còn bạn nào muốn dùng 2 sim thì các bạn phải lên 2 sim các bạn nhá. Đấy. Đấy. Các bạn nào muốn dùng 2 sim thì mình cũng có thể lên 2 sim cho các bạn nhá. Đấy. Mặc định máy Note 9 về nhưng mà bọn này mình để nguyên bản các bạn nhá. Để nguyên bản coi như là một sim một sóng vậy ạ. Samsung Note 9 của nhà mình phiên bản Hàn này, một sim một sóng các bạn nhá. Và con Samsung Note 9 này thì mình sẽ nói sơ qua về thông số và cấu hình cho các bạn. Thì là con này thì cũng bạn nhiều bạn cũng dành rồi. Đấy, bản Hàn thì là một sim một sóng. Bạn nào cần hai sim thì mình sẽ lên hai sim cho bạn. Nhưng mà bọn này mình nhập nguyên chiếc về. Đấy, nguyên chiếc của Hàn Quốc về các bạn nhé. Tem mác Hàn Quốc dán loạn sinh ngộng vào máy này. Đấy, tem mác Hàn Quốc dán sinh ngộng vào loạn máy các bạn nhé. Thì là con Samsung Note 9 này thì là cấu hình của nó là RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K cộng. Đấy. Nói chung là cái màn hình 2K cộng các bạn xem lên xem phim cực kỳ tuyệt vời. Và cái dòng Note 9 này có hỗ trợ cái bút chụp ảnh nhá. Đấy. Các bạn bấm bút chụp ảnh nó sẽ là vào luôn cái tính năng chụp ảnh rất là hay. Ở sản phẩm là Samsung Note 9 này có hỗ trợ là cái bút các bạn nhá. Đấy. Hỗ trợ cái bút, nói chung là cái nhiều này các bạn cũng đã dành rồi. Và hỗ trợ hộ con này thì là hỗ trợ tiếp theo là cổng sạc Type C và jack tai nghe 3.5, jack tai nghe 3.5 này các bạn cắm mic livestream hay là thu âm thì cực kỳ là hay và tiện hơn là cái chân Lightning của iPhone các bạn nhé. Đấy. Và con Samsung Note 9 này của nhà mình thì 4 cây này của nhà mình thì màn hình đẹp keng các bạn nhé. Toàn màn hình trong veo đẹp keng luôn. Đấy. Đấy, bản Hàn, một sim một sóng. Bạn nào mà cần mà lên 2 sim thì mình cũng sẽ có thể lên 2 sim cho các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà cần 2 sim thì mình sẽ lên 2 sim cho các bạn nhá. Đấy. Đấy, phí lên 2 sim coi như là thêm 50.000 nữa các bạn nhé. Bạn nào mà cần lên 2 sim thì mình sẽ lên 2 sim cho bạn. Còn bạn nào mà thích nguyên bản thì các bạn cứ để nguyên bản để dùng. Đấy, cực kỳ là ok các bạn nhé. Nhà mình hôm nay thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được là 2 màu. Đấy, máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Trên 90%. Đấy. Một là màu tím khói các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ ok. Và cái dòng Note này thì nó sẽ có tính năng rất là hay, tính năng mở khóa nó có rất nhiều tính năng các bạn nhé. Tính năng dòng Note này các bạn khóa là quét thông minh này, khuôn mặt, mống mắt và vân tay. Đấy, các bạn mà đeo khẩu trang các bạn có thể là dùng quét thông minh hoặc là mống mắt hoặc là vân tay cũng được các bạn nhé. Thì dòng Note rất nhiều tính năng luôn. Đấy. Bạn nào mà đam mê dòng Note này các bạn có thể đặt mua dòng Note 9 này cực kỳ là ok các bạn nhé. Và là sản phẩm là Samsung Galaxy Note 9 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.500.000 các bạn nhé. Đấy. Galaxy Note 9 này, máy phiên bản Hàn, một sim một sóng, máy đẹp. Bạn nào mà cần 2 sim thì mình sẽ có thể lên 2 sim cho các bạn nhé. Thì là bọn này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.500.000 các bạn nhé. Galaxy Note 9 máy Hàn đẹp các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nhà mình thì là có 4 cây các bạn nhé. Đấy. Bạn nào mà thích cây nào các bạn có thể là đặt cho mình nhá. Đấy. Và các bạn nhớ qua coi như là Shopee ủng hộ mình, tí nữa mình sẽ để link Shopee ở dưới cho bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục là sản phẩm là Samsung S10 5G. S10 5G nhà mình nay về đủ màu các bạn nhé. Một này là màu này, một là màu xám đen này. Và hai là màu này là màu gold này. Đấy. S10 5G hàng siêu thị thanh lý các bạn nhé. Đấy. Đấy. Và ba là màu này là màu đa sắc các bạn nhé. Đấy. S10 5G hàng siêu thị thanh lý nhé các bạn nhé. Máy còn rất là đẹp luôn. Trên 90% luôn các bạn ạ. Nói chung là bọn này các bạn dùng bỏ tiền ra các bạn mua Note 9 hoặc là S10 5G là nó thật các bạn đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Đấy, màu này là màu đa sắc các bạn nhá. Rất là đẹp các bạn nhá. Và màu này là màu gold các bạn nhá. Đấy, màu này là màu gold.
và màu này là màu xám đen. Đấy, bạn nào mà hợp phong thủy màu nào các bạn có thể đặt màu đấy được các bạn nhá. Thì là đây, con này thì là như mình tắt nguồn sao, còn nào còn pin thì mình sẽ ấy cho bạn nhá. Và tất cả sản phẩm là Samsung S10 5G, bên mình thì là máy màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy, hàng siêu thị Samsung S10 5G, hàng siêu thị Thanh Lý này thì mình sẽ bao cho bạn coi như là nguyên zin nguyên bản, bao check tại cửa hàng thoải mái các bạn nhé, bao check khác, bao check tại cửa hàng, nên các bạn cứ yên tâm sản phẩm là Samsung S10 5G mình để sử dụng bạn nhé. Đấy, máy cực kỳ là zin và cực kỳ là chất các bạn nhé. Đấy, và đây thì mình sẽ nói sơ qua về thông số cấu hình cho các bạn. Thì là Samsung S10 5G của nhà mình đều, tất cả của nhà mình đều là hàng siêu thị Thanh Lý này, và phiên bản có như là Hàn Quốc, một sim một sóng. Và cấu hình con Samsung S10 5G này thì là sẽ là cấu hình của nó là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB, màn hình của nó là tràn viền 6.7 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và con này thì là hỗ trợ của nó là chụp camera góc rộng góc hẹp rất ok. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4500 các bạn nhé. Và con dung lượng pin con lót 9 thì mình sẽ chưa nói, con này là 4000 nhé, con lót 9 là dung lượng 4000. Và hai con này là chạy chip đều chip Exynos các bạn nhé, 9820, con này là 9810 hay sao ấy, chip đời cực kỳ là cao các bạn nhé. Đấy, con S10 5G này thì là thiết kế của nó là cong rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế của nó là cong rất là đẹp, màn hình cong tràn viền rất là đẹp các bạn nhé, màn hình đẹp keng luôn. Đấy, bản phiên bản là 256GB, bạn lưu trữ thì khỏi phải chê luôn, dùng cực kỳ là sướng và cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Và sản phẩm là Samsung S10 5G hàng siêu thị Thanh Lý này, máy đẹp này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 6.200.000 các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá có như là 6.200.000 thôi, các bạn đã sở hữu sản phẩm là Samsung Galaxy S10 5G hàng siêu thị Thanh Lý, giá với giá có như là chỉ với giá là 6.200.000 các bạn nhé. Đấy, 6.200.000 cho sản phẩm là Samsung Galaxy S10 5G các bạn nhé. S10 5G, 6.200.000 cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm là Samsung S10 5G thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất các bạn nhé. Đấy, toàn hàng siêu thị Thanh Lý, máy rất là đẹp các bạn nhé, và giá cực kỳ là hợp lý. Và hôm nay thì nhà mình có một con Samsung Galaxy S10 5G, nhưng mà con này là làm hàng coi như là gì nhỉ, rẻ hơn bọn này là mất tầm 700 các bạn nhé. Thì là tình trạng con này thì mình sẽ báo luôn các bạn là màn hình con này của nó thì là kiểu còn nó khách là tay hơi to, dùng con này thì khách dùng con này thì nó hơi sức kính một tí các bạn nhé. Con này thì là khách của nó dùng thì là hơi răm kính một tí. Đấy, đấy ạ. Đó, thì vì kiểu người ta nó không như hàng này đâu, hàng siêu thị này nó lại khác nhé. Đấy, hàng siêu thị này thì là màn hình kiểu keng các bạn nhé. Còn như dòng này, mà dòng này con này là máy dùng lướt rồi nó khác các bạn nhé. Máy dùng lướt rồi thì là mặt kính của nó thì là kiểu người ta dùng tay hơi to một tí, nên nó hơi nhăm nhăm các bạn nhé. Đấy, hơi nhăm nhăm xước. Đấy, thì là con này thì là mình sẽ xem cho các bạn là phiên bản bao nhiêu ghi các bạn nhé. Đấy, con này là phiên bản cũng là RAM 8, bộ nhớ 256GB, màn hình con này thì là đẹp keng các bạn nhé. Thì là con Samsung S10 5G này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.500.000 các bạn nhé. Đấy, con Samsung S10 5G này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.500.000. Đấy, rẻ được hơn bọn này là 700.000 các bạn nhé. Đấy, nói chung là cũng có là con rẻ mình thanh lý cho bạn thôi, 5.500.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm là Samsung S10 5G con mà phẩy tí kính màn hình này, 5.500.000 các bạn nhé, thì hàng mình sớm nhất nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là bán ra thì là cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng. Và bên mình thì là có ship cô 3 miền, nhận hàng các bạn được kiểm tra hàng và thanh toán. Và bên mình thì là gì nhỉ? Đây là địa chỉ cửa hàng bên mình gần, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng bên mình. Và đây là hai số hotline mình, các bạn có thể là qua liên hệ qua số hotline bên mình. Nếu mà Zalo tin nhắn mình không trả lời kịp, các bạn có thể là gọi trực tiếp qua hai số điện thoại bên mình các bạn nhé. Và giờ làm việc nó bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, cũng là nhiều bạn cũng qua cửa hàng mình là mua là rất là nhiều, nên các bạn yên tâm. Đấy, Galaxy Note 9 này rất là ok, S10 5G rất là ok các bạn nhé. Và đến chuyên mục iPhone thì hôm nay thì mình có là 3 cây iPhone các bạn nhé. Đấy, tí nữa mình có mấy con này giá rẻ thì mình sẽ thanh lý cho bạn nhé. iPhone thì hôm nay nhà mình về được 3 cây. Thì là con đầu tiên này thì mình sẽ nói sơ qua, con này là con iPhone X các bạn nhé. Lâu lắm rồi nhà mình mới về được con này, còn iPhone X các bạn nhé. Đấy, con này là iPhone X. Con này là iPhone X thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Thì là tình trạng con này thì là mình sẽ gì nhỉ? Con này thì là tình trạng con này. Thì đây, iPhone X ạ. Con này của nó là phiên bản quốc tế 64GB. Tình trạng con này thì là hôm nay thì mình đã thay pin mới 100% cho các bạn nhé. Con này thì mình cũng đã thay pin mới 100% cho các bạn rồi. Đấy. Đấy. Con này tất cả là full xanh các bạn nhé. Con này thì là ngày hôm nay mình mua lại của khách ấy, thì là khách cũng dùng được là 2 năm nay rồi, mua từ thời đầu luôn. Là full xanh luôn. Đấy, con này thì là full xanh luôn. Nhưng mà pin của nó thì là còn độ 58% thôi. À, pin còn 68.
Đó, pin còn 78, đúng rồi, pin con này còn 78%. Đâm là mình sợ kém quá thì mình sẽ thay pin mới là 100% cho các bạn đấy nhá. Tất cả là full xanh hết, trừ mỗi quả pin có như là báo đỏ các bạn nhá, tại vì con này là thay pin rồi mà. Đấy. Thì là sản phẩm là iPhone X này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Nói chung là mình sẽ bao cho bạn có như là main zin đét và màn zin đét. Màn zin đét, màn này các bạn vỡ kính các bạn thử đi ép kính lại thoải mái các bạn nhá. Đấy, bao cho bạn có như là main zin, màn zin. Thì con iPhone X màu trắng này thì ngoại hình thì con này còn độ là 90/90%. Đấy, iPhone X khách dùng đời đầu rất là dữ các bạn nhá. Bao cho bạn main zin, màn zin. Thì con iPhone X này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 6.500k các bạn nhá. Con iPhone X này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 6.500k các bạn nhá. Đấy, con iPhone X này mình sẽ thanh lý bạn giá là 6.500k. Đấy, bao cho bạn là main zin, màn zin full xanh hết, trừ có như là mỗi quả pin các bạn nhá. Đấy, quả pin này nay mình vừa mình ngày thay ngày hôm nay xong. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm là iPhone X thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Giá mình sẽ thanh lý bạn giá là 6 chỉ với giá là 6.500k. Phiên bản quốc tế, không iCloud các kiểu các bạn nhá. Về các bạn có thể là reset hay là gì to loại thoải mái các bạn nhá. Bao cho bạn là main zin, màn zin luôn các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là iPhone 6S các bạn nhé. iPhone 6S này thì hôm nay mình vừa mình thâu lại của khách xong. Đấy, con này thì là cũng là phiên bản quốc tế này, nhưng mà được cái con này là phiên bản của quốc tế là 32GB các bạn nhé. iPhone 6S phiên bản quốc tế 32GB. Thì là con này thì là gì nhở, mình sẽ bao cho bạn có như là main zin, màn zin, màn này các bạn vỡ kính về ép lại thoải mái các bạn nhé. Và dung lượng pin con này thì là pin con này thì hôm nay mình thâu lại của khách thì nó là hơi kém, thì mình đã thay pin mới 100% cho bạn các bạn nhé, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Vỏ con này thì cũng có hơi cũ phải theo thời gian, thì vì iPhone 6S thì nó cũng ra mắt lâu rồi. Mặt sau con này thì là chỗ này là chỉ là dán thôi, mình chưa vệ sinh, tí nữa mình sẽ vệ sinh qua xong thì mình sẽ dán đây. Nhưng mà đây thì có cái ốp rồi, các bạn có thể ốp vào các bạn nhé. Còn iPhone 6S này thì là vỏ hơi phẩy này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá 32GB nhé. Được cái con này là phiên bản quốc tế 32GB luôn, không ai cloud có liếc gì, bao các bạn reset hay gì to loại thoải mái các bạn nhé. iPhone 6S phiên bản quốc tế 32GB này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900k các bạn nhé. Pin mới 100%. Đấy. Tặng kèm các bạn một cái ốp này luôn các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về con iPhone 6S này. Con iPhone 6S này, con này là phiên bản quốc tế này, 16GB các bạn nhé. Đấy, phiên bản quốc tế. Và dung lượng mình con này mình cũng bao cho bạn như là main zin, màn zin. Màn này các bạn có thể về mà chẳng may mà các bạn em nhỏ ở nhà mà rơi vỡ kính, các bạn đi ép lại thoải mái các bạn nhé. Và con này tình trạng pin con này còn 83% các bạn nhé. Đấy, pin con này còn 83% luôn, pin từ đời lúc mua máy luôn các bạn nhé. Và iPhone 6S con này cũng là phiên bản quốc tế này, 16GB. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.700k các bạn nhé. Con iPhone 6S này phiên bản quốc tế này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.700k. Ngoại hình con này còn rất là ok luôn. Đấy, 1.700.000 cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S 1.700k này, các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Bao cho bạn main zin, màn zin, không ai cả lao, gì xét hay gì to loại thoải mái. Và con này thì là 1.900.000 này. iPhone X là 6.500k các bạn nhá. Và quên thì ở đây thì là cái củ sạc nhanh trình hãng 18W của LG mình thì mình sẽ xả lỗ cho bạn nhá. Hàng này là hàng xả lỗ, đâm là các bạn cứ mình đang nhân dịp mình khai trương cửa hàng Shopee, các bạn cứ đặt thoải mái nhá. Nếu các bạn nào có củ rồi thì các bạn có thể là mua củ không là 50.000 đồng. Còn các bạn nào mà mua thêm dây này, mà mua thêm dây này ở trên Shopee của mình ấy, thì là các bạn là mất thêm là 50.000 đồng nữa, là mất thành 99.000 đồng các bạn nhé, 99.900 đồng. Đây thì mình sẽ cắm vào. Đấy, sạc này thì sẽ cắm được tất cả các dòng nhé. Đấy, LG V50 các bạn cắm thoải mái nhá, sạc nhanh 18W luôn. Sạc này các bạn nói thật là bao các bạn cũng như là sạc nhanh vù. Đấy, nếu mà các bạn nào mà gì nhở, nếu mà các bạn nào mà mua hàng trên Shopee của mình rồi ấy, mua hàng trên Shopee của mình rồi thì các bạn có thể là vào trong trang Shopee của mình, các bạn có thể đánh giá là đánh giá coi như là 5 sao. Đấy, các bạn nào mua đây tất cả củ sạc LG mình bán rất là nhiều rồi các bạn nhé, thì các bạn mua củ sạc LG các bạn có thể lên Shopee này đánh giá coi như là 5 sao và ủng hộ bên mình các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà cần chọn bộ sạc LG này 100.000 này, rất nhiều phụ kiện khác nhá, ốp các kiểu này, dây sạc các kiểu, sim villa này rất nhiều nhá. Tí nữa mình sẽ coi như là chèn cái link Shopee ở dưới phần mô tả, các bạn có thể là vào mô tả của video để xem giúp mình các bạn nhá. Cường lực các kiểu đủ hết các bạn nhá. Thì mình sẽ cắm coi như là sạc nhanh cho sản phẩm LG này, ôi sạc rất là nhanh luôn. Đấy, vừa xong lên 1 và lên 3% này. Nói chung là nhanh lắm. Bạn nào mà mua sạc LG này các bạn có thể là về test qua và đánh giá coi như là sao lên coi như là Shopee giúp mình nhá. Đây,
không những sạc nhanh của LG được, các bạn có thể là sạc nhanh của gì nhỉ, Samsung cũng được các bạn nhé. Đây mình sẽ cắm vào đây. Đấy, đấy, cắm vào đây nó sẽ hiện luôn sạc nhanh các bạn nhé. Đây, đây, hiện luôn, cắm vào Samsung cũng hiện chữ sạc nhanh các bạn nhé. Đấy, 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 rất là ok luôn, cắm chung rất nhiều dòng nhá. Các bạn có dây rồi, các bạn chỉ cần mua cái đầu củ này thôi, các bạn về cắm dây nào cũng được. Đấy, iPhone các bạn có dây rồi, còn các bạn mua dây iPhone riêng mình có và mua củ riêng mình có, mình chung nói chung bán tất. Các bạn lên Shopee ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy, đấy, giá cực kỳ là rẻ nhá, mình xa cho bạn luôn, bảo hành cho bạn cũng như là trọn đời luôn. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có còn hai sản phẩm này cuối cùng, thì là con này, con Samsung Galaxy S8 các bạn nhé. Con Galaxy S8 này thì là phiên bản Hàn, thì mình sẽ xem cho bạn là bao nhiêu sim các bạn nhé. Galaxy S8 này sao thằng 06 là thằng này. Galaxy S8 thì con này là phiên bản Hàn này, một sim một sóng. Thì là con này thì là tình trạng của nó là cảm ứng của nó thì hơi kém một chút các bạn nhé. Đấy, cảm ứng con này thì nó hơi kém một chút. Đấy, nói chung là nhẹ này. Cái chỗ thỉnh thoảng ở chỗ này thì nó hơi bị kém một chút này. Ở chỗ khoang này thì nó thỉnh thoảng nó hơi kém một chút các bạn nhé. Galaxy S8 thì là con này thì là màn hình đẹp, màn hình đẹp keng này, màn hình đẹp này. Chỉ có như là cảm ứng chỗ này thì nhiều khi nó hơi bị chậm chậm một chút các bạn nhé. Đấy, nhưng mà các bạn dùng con này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Các bạn mua về con này chạy app hay là chạy ứng dụng này cực kỳ tuyệt vời. Đấy, các bạn mua con Galaxy S8 này phiên bản Hàn này, mua về chạy gáp, chạy app hay là chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời. Xem phim cực kỳ ok. Con Galaxy S8 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, con Galaxy S8 cảm ứng chỗ này thì nó hơi kém một tí, nhưng mà các bạn dùng kết nối wifi là dùng tất cả bình thường các bạn nhé. Nó chỉ là hơi chậm một tí thôi. Đấy, các bạn dùng thì vẫn ok luôn. Đấy, mình sẽ thanh lý cho bạn con này là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, 2 triệu màn hình đẹp keng này. Con Galaxy S8 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm là Galaxy S8 các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, đấy, bạn dùng thì bình thường thôi, nhiều khi chỗ này nó hơi chậm một tí thôi, nhưng bạn dùng bình thường nhá, mình sẽ thanh lý bạn là 2 triệu đồng nhá. Ngoại hình con này đẹp, ngoại hình con này còn con này khách dàn hết rồi, rất là đẹp các bạn ạ. Rất ok, S8 nhá, 2 triệu nhá. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ live stream cho bạn là con này, là con LG V50. Con LG V50 này thì mình, con này thì cấu hình cho các bạn, nhiều bạn cũng đã rõ rồi, thì là con này của nhà mình là máy đẹp nhá. Đấy, ngoại hình con này thì là máy còn trên 90%. Con LG gì nhỉ, con này gì nhỉ, LG V50 hôm nay nhà mình còn duy nhất một chiếc, hôm nay nhà mình về duy nhất một chiếc các bạn nhé. LG V50 hôm nay nhà mình về duy nhất một chiếc luôn. Con này thì là màn hình đẹp keng, RAM 6GB, chip Snap là 855, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình của nó là QHD 2K cộng các bạn nhé. Con LG V50 máy đẹp này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 3.500.000 các bạn nhé. Dung lượng pin con này của nó là pin pin gì nhỉ, pin của nó là pin 4000 các bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ sạc nhanh giá rẻ, và các bạn có thể lên Shopee ủng hộ mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối lần sau các bạn nhé. Đây, đây lót 9 các bạn ủng hộ mình nhá. Đây, lót 9 Hàn nguyên bản luôn, một sim một sóng. Đấy, và hẹn lại clip là tối lần sau các bạn nhé.